tắc đường hơi lâu đấy. Điện thoại em một ngày ấy, biết bao điện thoại này. Hôm nay chủ nhật còn đỡ. Nó ngày thường các bố rời nhà rời gọi điện. Kể là anh ấy, có người theo anh thì ở anh đền phủ anh thì anh cứu em, cứu cái địt mẹ. Địt mẹ em ta nuôi người điên người dại thì cứu gì ba cái bọn chơi bời chứ. Mất thời gian. Cứ liên thuyền thì chị ạ, đang ngủ tí như bố chết mẹ chết. Chào anh em nhá, xỉa mừng về nhà cũ nhá. Tôi đang ở Bắc Linh ạ, ở đâu em? Bắc Linh đi. Khiếp gái Bắc Linh xinh thế, vào đầu đường đã nhìn. Hai em nhà mày quần sát bẹn, mày xăm tư chân lên lồn. Kín hết luôn chị ạ. Chim cò bướm hết đây, anh trước lò nhá. Không được chưa? Anh lao lê trước lò. Ấy qua cầu đi vào trong đường khu trong rồi em gửi cái điện tin qua Zalo cho anh đi nhá. Ừ. À, kinh à, cứ đi thôi, đi thôi, đến thôi. Khoảng nhất thì xăm chân xăm bẹn thì là xăm từ chân lồn thì yeah. Kinh khiếp. Em chưa vào cái bên ngoài chờ các anh ấy. Hào chưa, Hào vừa chưa biết gì cả. Mấy chị anh Hào không? Ôi, mày kéo ra, mẹ mày tay chân như thế. Ghê người. Chào anh em nhá, chào Phong Ngủi nhá, chào Quân Văn Hận nhá, chào Đức Khánh nhá. Không, tôi không chỉ vậy đâu. Mình người có học quan thì mình phải nói láo. Sáng thì đi họp, trưa thì đi xin giấy tờ, chiều thì đi ăn cưới, tối về cái đám ma là lịch ngay, xong rồi đêm nay là đi Nghệ An, thế ngày mai chiều mai là có mặt ở Hà Nội, tối mai là có mặt ở Hải Phòng, sáng ngày kia lên quận ủy, ngày kia lên quận ủy, xong rồi lên đê điều, lên cục an ninh, xong rồi gặp bọn trật tự, rồi đến gặp ủy ban phường. Thế là các bạn biết là cuộc sống này nó như đống cứt đấy, ở dây dắp thì ở từng tập một. Cố đi anh ấy. Vâng, em muốn lắm này. Chị Mít, chào Vũ Trường nhá. Chào Khánh Ngân, Trịch Trịch, ghê hóa mẹ này. Đây là Trực Thôn. Cần gì? Tí nữa mình lên, mình là người nổi tiếng ở trong đám đông. Tí đi ăn cưới rồi đơn giản nhất lên cướp mic nhiều ngày trịch diện còn gì đọc phát nhẹ mày cả khán đài hàng vài trăm người đứng dậy vỗ tay ngay có gì đâu phải lo nhiều anh, cần đéo phải hát cho tí bột chấm hả Huy hỏi hả em tí ngồi khán đài thì nhẹ mày đang 6 giờ nhỉ, 6 giờ tầm 6 giờ 15 phút nhỉ, để không 6 giờ 20 phút cho zoom giả lên cướp mic. Cô dâu chú rể mà lên đọc cũng ngay trịch diện con gì phát để liệu anh em ơi. Khán đài liệu có dừng quay không? Chú rể nó đứa nó không bì vậy. Nổi quá. Chào trạng chim ngắn, ôi, chuẩn luôn. Mà tao lắm lúc tao đi đái rồi thì cái hiểm vi nhìn vào trong chỗ nào lôi ra. Xì âm mưng. Phúc Bình ơi, chắc ăn không ngon là bằng cái bọn ổ tôi muốn bán ở đường, cái này ổ BBM. Ủa hóa chất đấy, nhiều ổ đầu lỗi.
thử ở đây đi ăn ngon chứ, vì là nó không. Nó bé, nó giòn, ăn nó no. thơm lắm. No. Ừ, hóa chất nhiều lắm. À, phun đấy. Chất thì cái này nhiều bánh. Ông Thắng nhá, chị Cúc nhá. Chào anh Trung Ngô nhá, rửa tay chưa mặc. Em chào chạm. Đọc trịch diện, cướp mic, đọc phát. Khối bố, vợ lại được nhận đôi bố vợ. Khối đố, chào đón các Trung. Còn chào đón các thằng Hiếu nhá, ngay trên đôi bố vợ. Thế tớ đoán sai à? Thế mừng quá, tớ đoán sai. Ok. Hồi tí 6 giờ 20 phút chúng ta sẽ đọc nhân đôi bố vợ. Thằng nào muốn nhân đôi bố vợ thì giơ tay đây. Nên phát biểu ngay. Tổ chức sinh nhật này, cưới của thằng em này, ai muốn nhân đôi bố vợ giơ tay. Chân kỳ, em béo đâu. Chiều 100 nó đưa. Thế anh kiểu chưa đi công tốc bao giờ. Đứng hết chỗ nào. Để mở cửa. Hỏi nó ngu ấy à. Nó cầm tiền. Ấn cái lúc để ra khẽ thì nó ấy cũng cầm tiền đưa. Nó cầm tiền đưa mà trong cái đó là người không có. Người không có, nhân viên không có. Mình này mới to đầu ra mình bảo ấn nút đỏ ấy nó. Ôi 28 số nó xưa rồi. Nghỉ mấy hôm nay đi. Tôi đã bảo bắt cắt là cắt. Chứ đi có tốc bao giờ. Bây 16 giờ số chuẩn bị ra đấy. Thì mình thế chứ còn nó chỉ cần đi một lần nó biết rồi mà. Chứ giờ nó cũng không để ý. Nếu mà nó để ý nó tinh ra là cái xe trước đi rồi là xe xong nó biết. Nó biết. Nhưng mà nó cũng không để ý. Lấy 4 số rồi. Không mải cái chuyện. Trên xe có đứa con gái nhà nó không mải cái chuyện. Săn 4 số rồi. Anh ở chỗ nào Bắc Ninh em cử anh chip tôm ra gặp anh thông đít giao lưu cái chẳng ơi kỉnh bó mẹ ghê ghê ghê. Hồi 6:20 nhân đôi nó mới chật. Không ai cũng ấy văn là 6666 66225 30 cây là không còn đâu. Ngoài là không còn cái vụ ấy đâu. Thì kép nó đâu rồi. Ta chưa xem bản tần hóa. Chưa xem. Anh chưa xem bản tuần hóa xem kép nhau. Cảnh Nguyễn nhá. Hôm qua bắn lẻ. Bắn lẻ chắn Nam Trung. Bắn chết của Hậu Trung. Lẻ ở miền Trung mình có mỗi bắt đầu năm thôi em nhỉ. Nhìn bảng qua nó bẻ.
chuẩn bị là có chuẩn bị là hai cái sấp lẻ, hai cái sấp chậm em ạ. Nó đang lâu rồi, nó chưa ra hai sấp ấy. Mấy ngày hôm nay nó đang báo chẵn mới là lâu chứ anh, chẵn có 10 ngày 12 ngày. Tun của mình lọc ra đang báo rít. Mấy ngày hôm nay thì báo chả để ý bảng việc đâu. Đéo, người thông minh là người con đường đi riêng, đèn đỏ là phải đi, đèn xanh phải dừng lại, đi chung thì ai là người vớ vẩn. Em nhà vậy, tao xui anh em, mày đi đèn đỏ ra, thì bắt không bao giờ nó hỏi tao, bởi vì tao ngồi đằng sau. Cái sở ra tuốt số điện thoại ấy có phải mã không? Tôi cho cháu hóng hớt tí. Hoàng Ngân lặng lẽ ấy, mấy thằng lô đề cháu nó có mày ấy. Hay. Chào cô Hạnh ổn nhá. Nay tổng 4 chắn chắn 0440226886. Anh em đi ở nào kia. Thằng Phạm Đông à, chắc nhà giàu lắm. Nhà mày chắc bây giờ còn cái móng. Nhà mày chắc giờ còn cái móng. Đầu ghê. Anh Đà như mày, à mày lên bàn thờ ngồi lúc nào cũng được. Lúc nào có vé ngồi bàn thờ. Xem nó ở chỗ nào. Anh Tống Phong nhá. Hai ông ơi trùng. À thằng Hiếu nhà mình ở đây thì nó lại thích ở đây vậy. Nghe phong linh quá đẹp luôn. Đấy. Con cháu nó học con lớp 7, lớp 8 rồi đã thế này rồi. Rất phong linh này gắn chặt chẽ. Ngày xưa khổ, em nói ngày xưa em khổ, mẹ hồi bé em nghĩ làm sao có cơ hội nhảy, chui rủi đánh giày úp mặt vào, hôm nào mà mát trời đẹp thằng mẹ mày chân thối, mẹ mày bịp mũi bịp tay vừa đánh vừa tay thối vừa mũi thối, người còn đá mảnh hôi mù, ngày đánh giày tầm mẹ mày 30 đôi 40 đôi mẹ mày kiếm miếng cơm nó khổ nhéo nhóc. Đánh ngày 30-40 đôi là ra tiền luôn chứ không phải. Sơ ít mà tính 1.000-2.000 một đôi mà đánh nó không phải đánh ấy đâu, đi từ sáng sớm 1.000 đôi em và anh rồi đánh 40 đôi
nó rơi được 40.000, mà 40.000 nó vất vả lắm, nó không như như bây giờ cơ. Bé nó ham cứ cho cặp sách xong bắt đầu lộn ra bên trong bàn chải đánh giày rồi si rồi mác đeo đánh giày chuyên nghiệp, đánh chuyện đánh giày đê đi từ đây đi bộ tư cắt đi lên lên nhà hát lớn bỏ học đánh giày không nắm thằng đánh xong đéo ra tiền nó còn kê cái giày vào mặt nó đá cho cái nghĩ ức chế. Nói thì cũng như thật thế nhưng mà làm gì đấy, làm gì đó đúng không? Ngày xưa em không học hành, em có biết chữ đâu. Không, em có biết chữ đâu. À thì nói chung là cái cuộc em bỏ học từ bé mà vì có học hành gì đâu. Toàn điên dày. Đấy là câu chuyện. Xong rồi nó rút đây, đùi em vẫn còn sẹo này. Nó rút rút bàn chải răng nó đâm cho phát. Đánh bọn khác ấy, thế là đi qua nó lấy bàn chải răng nó vót nhọn. Nó đâm cho phát đùi vẫn còn sẹo. Tiêm cho phát chân vẫn còn sẹo. Có đi bàn xuống. Đúng rồi. Chỗ này nó đánh phải đến xin phép, ví dụ như là tao đánh được tầm 20.000, tao cho mày 5.000 hay 7.000 thì nó cho đánh. Còn nếu như mà mình đánh mà mình không xin phép nữa, một lần, hai lần, đến ba hội đồng đánh giày ra nó quay nó đánh. Làm em, gì? Làm gì nó cũng có thổ địa của nó. Em bị nó rút rút bàn chải răng nó đâm đùi nó thành lỗ. Không thích đi. Bây giờ chạy taxi như thế đỗ xe ở các bến là nó ra nó nhắc ngay, nó nhắc nhẹ nó bảo anh di chuyển xe từ các đô lên đô này xuống đô, nó chỉ nói thế thôi. Đấy thì nó tất cả nó không cho đỗ nhờ để đón khách quen ra, bây giờ thì là nó để cho đỗ nhờ nó mà đỗ để mà chờ khách thì không được. Đường ông nằm đỗ vớ vẩn lại gặp công an, đường cấm không được đỗ nó phạt cũng chết đấy. Nói đây cũng thật mà mình cũng rất là thực tế với anh em, và ngày xưa khổ lắm, đi anh giày xong đi nhặt rác này, đi ăn cắp sắt này. Bây giờ mình không ở nhà thì làm sao cho được nhỉ? Xem nó bảo cho con ấy lại làm lại cuộc đời. Bây giờ một lắm đi phải à? Giờ có một con chuyển sang một lắm rồi. Yêu như thế à? Rút cào thao công nhận cặp đẹp hàng second hand của bà chị mình cho đẹp hết. Đồng xã 2016 70 40 42. Về nhà chưa? Bao giờ về? Quên để bố cái ví ở nhà, để đầu giường đi về qua công viên khác. Nhiều người chết kép, anh chưa để ý mấy ngày này bật chết thì
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23 số là ra một bộ nhỉ? 23. Nọc, nọc đầu, nọc miền, nọc chung. Cho nó một tuần 7 ngày, cho ra 5 ngày cho nó sợ. Không đây mà. Tôi lấy 3 số cuối. Về bột lọc ra giống như 16 số của anh cho lên ấy. Cứ bột lọc ra 16 số cho lên là phải giao gì cũng có. Ngày thứ nhất, ngày thứ hai rồi là phải ra. Mày có nhiều lần vài triệu rồi. Ô, bà Sáu bà về phụ, bà về nhà. Tuần vừa rồi bà Sáu chúng ta thấp một tuần. Cứ ngày hôm nay gạo hét cũng xiên, ngày hôm nay xin riêng toàn dân. Giờ anh em phụ toàn chơi xiên bốn ấy. Kinh gì thế ạ? Ghê gì thế ạ? Toàn băm xiên bốn ấy. Cuối thằng đi à? Lọc ba càng hay hơn em nhỉ? À, làm mấy áo ba càng thì chắc đã mất công xin thì xin ba càng. Ý bổ là bổ hắn con ba càng nó nhanh. Có chứ. Công mình phải xin con ba càng nó nhanh. Làm con ba càng rực rỡ. Làm 2-3 số ra ba càng rực rỡ. Ở đây cái nọc cặp xiên ân ngôi nhà thì bảo ân ngay đi kiểm tra cái tần suất của một cặp này. Cái. Có bài không? Anh em cứ lấy phôi này nhá, lấy nguyên cái phôi này. Tối về tôi sẽ chụp nó ra, mày chụp anh cái phôi đi luôn. Tôi sẽ bổ ra rồi tặng cho anh em. Báo cái ngày ra ba càng này. Báo ra xiên bốn này. Xiên đôi này. Báo những ngày đè ra này. Chụp một thằng nhá. Hả? Chụp một thằng này. Chụp chưa? Gửi Zalo anh nhé. Mình sẽ bổ toàn bộ này ra. Mình sẽ bổ toàn bộ cái mớ này ra. Dưới ra mình chỉ lấy tầm 3 số thôi. Mình lấy tầm 3 số, không lấy nhiều số. Tí và mình bổ luôn, chắc là tối nay. Trong đấy đúng không? Tối nay ngày. Tối đang kép. Tối đâu? Còn căng. Có kép 11388 à 3388. 113388. Dòng đấy là thật, nó lổ. Cho em xin có vôi đá chứ. Mình có mình cho mà. Thỉnh thoảng mình ở nhà
mình kiểm tra bảng bảng tôn của mình thì bắt được thì mình cho anh em mà. Nhưng bây giờ đi này làm sao ấy được. Nhưng mà đưa cái này vào mà quay nó phá vỡ tất cả các quy tắc. Mọi người chết ấy, chơi đồ đề chết đấy, mọi người chơi đồ đề chết đấy là vì thứ nhất là mọi người mắc một căn bệnh nào, thứ nhất là không có một phương pháp để tính, thứ hai nữa là không có đầu óc, và cái thứ ba nữa là nói nó rất nhiều thứ khó nói không hình dung, chơi nhiều quá nó mê muội đầu óc. Lần đầu chơi thì trúng, lần thứ hai chơi trúng, lần thứ ba chơi trúng, xong chơi trúng nhiều rồi bắt đầu là sinh ngư, quen mùi lấy mùi ăn mãi, xong bắt đầu đến thời gian là chỉ có chết thôi, không nó loạn óc. 33 88 mấy cái để ý lẻ nhá, lẻ trong 3 ngày đó, điều diễn sẽ ra. Lẻ điều diễn sẽ ra này, nó vàng nó già lại, nó đi chẵn xong bắt đầu nó đi chẵn xong nó già lẻ lại điều diễn ra. Trung Bắc thì là ăn chắc nhất, còn Nam ngày hôm nay thì cũng không để tâm luôn. Bắt đầu em vào cái chất chặn cái lạ này. Thằng Cảnh Nguyễn này bán số 12 triệu tí cho nó thì mẹ nó bán luôn. Người này mày bán thành 24 triệu nhá Cảnh nhá. Nha. Thế gửi cho tài gửi cho Cảnh Nguyễn. Cụ 28 số tai biến điện cắt lâu rồi. Bảo nghề là nghề. Khu vực đi lại nhiều anh nhỉ? Đây nó vào thôn rồi. Chú Trần là ai đấy sao lại chào chú nhé này anh vào đây. Ai biết? Hương Cherry anh em ở nhà chắc chơi. Anh khả năng anh ấy anh gì nhỉ? Anh đi đâu trong nhỉ? Anh em ở nhà xem trên máy tính. Ông thằng Cảnh Nguyễn tí nó trò nó này nó bán. Bán lần này bán 24 triệu nhá Cảnh Nguyễn nhá. Mày bán 12 triệu không chơi đâu, phải bán 24 triệu bán được. Con này. Đấy, ở góc trên thì sẽ rất nguy hiểm. Rất sợ luôn những cái đứa trẻ kìa. Đấy. Rất sợ luôn cái đứa trẻ. Mà sao nó cua đúng góc trên. Cúng cho chị chưa em? Em chiều chị Hương Chari nhá. Từ giờ những người mà đã học rồi, những người đã học cái công thức rồi thì cứ bổ theo quy trình ấy thì ăn ngay, cứ bổ theo đúng quy trình ăn ngay thôi. Nguy hiểm những đứa trẻ con này, rất sợ những đứa trẻ con mà vừa lấy cái xe tải ấy, đấy, nó dài thì nó cua cứ tầm khuất của nó chết. không ấy được mà bạn ấy làm sao nó biết cái gì đâu mà tránh, cứ đứng rồi chứ còn nó cuốn mà. Và đúng rồi, đường này nó đi đấy. Chỗ này là vất vả đấy, bởi vì ngã tư này là cái tụ điểm, sau này đi lại đông lại kiểu gì cũng vất vả. Bởi vì em nhìn đây cái kiểu lượng người đi vô ý thức ở đây nhiều. Thứ nhất là không đèn xanh đèn đỏ, thứ hai nữa là dân đi thôi. Theo cứ đi thôi. Đúng rồi. Tư đấy nhưng không giảm ga đâu, không hút đều. Không bao giờ giảm ga, nhưng cứ để ý xem. Dân đây phóng rồi lấy sống cái chết mà. Ờ đấy, không bao giờ giảm ga, không bao giờ. Chỗ này nó nông thôn nhưng mà đi nó rất nguy hiểm.
Thành Nguyễn thôi, mẹ tí anh đi bóc anh cho riêng mày. Em đang ở Bắc Linh mà. Tôi có cái điều như này, tôi muốn nói anh em là anh em là muốn nói công thức chơi bóng. Chơi bóng rung này, bóng góc này, bóng tỷ số này, bóng kèo này, bóng trận này. Tất cả các loại giải bóng đều có thể có công thức. Nếu như mà anh em mà ai chơi bóng mà thua nhiều thì tôi chỉ có cách để mà thắng được 70% là thành công. Bớt ngu đi. Nó khó với anh em thôi, chứ đối với mình thì không có gì là khó cả. Tại vì mình trả lời bằng hành động được mà. Đợt này có giải bóng đá nào không em nhỉ? Hả? Bây giờ tôi sẽ đoán 10 trận là trúng được 7 trận. 10 trận sẽ trúng được, tức là 10 trận thì 7 trận cầm tiền về, 3 trận mất tiền. Ai ở Nhật đấy mà có sổ số nước Nhật thì cho mình xin qua công thức sổ số nước Nhật đấy để mình phá cho cũng được. Ngoài được. Ngoài anh. Chào Trần Thành Công nhá. Chào Long nhá. Chào Long nhá. Tôi ở đầu đường Bắc Linh, ở đây ở đâu nhỉ? Ở đây đâu nhỉ? Chùa Thiên Khánh. Anh em vào chùa thắp hương đi. Đi đi vào chùa thắp hương. Chùa gần đấy rồi chị nhỉ? Em nghe chơi. Chùa sao không chị? Dạ. Lối đi vào chùa thôi. Bao nhiêu nhỉ chị? Bao nhiêu? Ui hồ. Chùa Thiên Khánh. Đây có cái ngã tư gì ở khu nhỉ? Chùa Thiên Khánh. Chùa Thiên Khánh. Xã Phú Trận. À Phú Trận. Ủy ban xã Phú Trận. Phú Trận. Em chào chị gái chị Hồng nhá. Phú Trận. Chào chị Hồng. Chùa Thiên Khánh. Phgoa. Có đúng nhỉ? Gôn à? À nhờ anh cho Khánh. Không. Chứ dòng ở giữa kìa, dòng tiếng Anh kìa. Chú anh có đọc gì không? Mắt chúng mày còn kém tao à? Ừ, tao đọc rõ á. Chữ P, chữ A, chữ G, chữ O, chữ A. Chùa Thiên Khánh, ở giữa đấy. 100 bao nhiêu mét đấy? 129 mét đi thẳng. 600 ông đóng. Ôi, nhà mày. Em nhìn rõ ấy, chỉ có mắt mình nhà mày mù luôn. Mình nhìn rõ luôn. Thế còn gì nữa? Thế còn gì nữa? Đúng không? Xa này mình nghiêng tầm nhìn kém rồi. Dạ em đang Lão Hạc nhá. Chào Lão Hạc, chúc Lão Hạc buổi tối may mắn nhá. Chẳng gặp mình nhớ chút việc nhé. Paragon lại mãi bíp. Paragon chùa. Paragonda. Hôm nay trận Đức.
ở gần nhà em rồi, thằng cửa Việt, thằng cửa Việt nhà mình. Nó ở Hải Dương mà giờ nó dám hù rồi. Vũ Hà, Hải Đăng là cái gì đây? Đăng gì bậy bạ đây ông ơi? Mẹ toàn vào gạ gẫm linh tinh thôi. À, tôi có ý kiến này. Tôi đằng nào lâu lâu rồi, sân chơi nó phải có sự bổ ích. Bây giờ tôi có ý kiến như này nhá. Tôi có một ý kiến này cho anh em xem cái kèo này có thơm không nhá. Bởi vì ý kiến của tôi như này là tôi cầm anh cầm nhá. Ý kiến của tôi giờ như này, tôi có một cái ý kiến xem là anh em xem cái kèo này có thơm không. Xem nào, cái kèo này có thơm không, anh em mình chơi với nhau. Tôi có kèo này nhá, là cho anh em xem là có thơm không. Bởi vì cái kèo này liên quan đến môn của tôi. Tôi trước kia thì thỉnh thoảng live stream thì tôi cứ đọc tầm 5 số, 10 số, 1 số. Thỉnh thoảng anh em thách đấu trên live stream một tí. Thì bây giờ là anh em mình, tôi cái trò này nó cũng khá là hay. Các bạn có biết cái môn cầu cơ không? Nếu như mà đêm nay, tối nay thì tôi bận rồi, ngày mai tôi đi Nghệ An tôi bận rồi, ngày kia tôi về, ngày kia tôi về thì tôi với các bạn chơi trò đặt trứng cầu cơ. Đặt trứng xem là hay hay không hay nhá. Môn này tôi sẽ cùng anh em nhau xem hay không. Ngon mà. Tôi sẽ dạy cho anh em một cái thuật. Thuật này là thuật xem bói hay là thuật bói số. Bởi vì anh em cũng chả phải xin thằng nào hết, là tự động để mà anh em làm ra những con số, không phải xin thằng nào. Tôi sẽ dạy anh em xem. Tôi sẽ dạy anh em xem tự bói số. Và anh em mình sẽ tự cầu ở tại nhà luôn. Đó, chúng ta chơi trò này hay đấy. Bởi vì tôi sẽ chiêm nghiệm cho các bạn, giống như tôi đi cúng ba thần tài ấy. Tôi hay rít cái điếu thuốc lá, tôi bóp thuốc là nó ra số đề. Thì bây giờ là tôi sẽ dạy cho anh em, dạy cho anh em cái trò cầu cơ này hay lắm. Không sợ đâu anh em ạ, cái này ok mà. Nếu như anh em mà cảm thấy thích học, tôi sẽ dạy trực tiếp live stream. Hẹn nhau 3 ngày nữa, bởi vì giống như ngày hôm qua ấy. Bởi vì mấy ngày hôm nay tôi đang bận, đang đi mua cái gạch bờ lốc về hè mà dòng gạch thanh lý ấy. Chứ không mua gạch men thì tôi không cần. Mà tôi phải mua loại bờ lốc, cái loại bằng xi măng nó đóng ấy, đóng rối ấy, đóng như này. Còn với cái loại mà gạch men là tôi không cần. Với những gạch men này thì tôi không cần, mà tôi phải cần cái loại như thế này này. Đây. Loại như này. Em nghe à? Dạ. Ok, tình hình là ở kết đoàn thì ok rồi, em cho người ra lấy ấy. Số điện thoại đẹp phết, 433. Cái đấy ok em à, tôi sẽ dạy trực tiếp cho. Ok, nhưng mà tôi muốn mua giá order tí. Giá nó phải order tí.
giá nó phải tốt cơ. Chứ giá không tốt thì không cần, giá phải thật tốt. Thật. Mày mày chạy về cái này là 3433 này, số điện thoại này. Mày gửi về phủ. Gửi cho anh em vào phủ. Ra bến xe kết đoàn để lấy để lấy đồ. Alo. Em nghe. Em nghe. Đúng rồi, mình đang hỏi bác Linh mà. Tầm này thì em chịu, em đang đi đám cưới. Em đi đám cưới mà. Em đi đám cưới thì em đang chạy qua đây. Ok. Đây mày gửi, mày gửi cho anh. Có số cưa đâu. Không, gửi cho Trang nữa. Trang nhé. Bởi ra xe đấy. 5 giờ rồi. Bớt chơi một hôm không chết nữa mà anh em cứ lao vào rồi chết linh tinh vào. Nó mệt ra bởi vì có nhiều đối tượng ấy, mình đầu óc có vấn đề. Nó cực vấn đề luôn, nó không hiểu làm sao ấy, nó ngồi suy nghĩ cái nhiều là không làm gì là chết. Thì tôi nói anh em nhiều anh em khổ. Cứ không làm cái gì, cứ ngồi nghĩ tình là toi. Cực kỳ vất vả luôn. Em chào chị Nguyễn Liên nhá. Chào sang. Người ta có cái tivi hỏng người ta vẫn cho tớ. Mà tớ thì thích sửa điện tử. Nhưng mà tầm này tớ không về nhà. Tớ đang đi lang thang ngoài đường này. Tớ có về nhà đâu. Tớ đang đi ngoài đường này. Chẳng biết chỗ này là chỗ nào. Ôi chào anh em. Tránh trường hợp một số trong cái live stream ấy là nó lừa đảo bán số lô đề. Tôi dự đoán rất tốt về những con số vì tôi cũng không chơi. Tôi hay dự đoán thì theo như kinh nghiệm như của tôi ấy, nó có một cái chu kỳ thông minh của nó. Nếu như cần tôi sẽ chỉ cho anh em. Còn số điện thoại của tôi là 0374375999. Mã số tài khoản là 10700225853 Vietinbank chi nhánh ở Hải Phòng. Một số tài khoản duy nhất, không có số tài khoản thứ hai. Tránh trường hợp lừa đảo của các Facebook phát video xin tiền xin giả cào lừa đảo ảnh hưởng đến rất nhiều người thì mất tiền oan và trên công việc. Thì cũng xin bà con anh em lưu ý một việc là thứ nhất là tránh trường hợp bị mất tiền, bị lừa đảo vì số tài khoản Nguyễn Anh Đức đuôi 815 đấy, đuôi cuối cùng nó là đuôi số 15 ấy, Vietinbank chi nhánh Hải Phòng ấy, là số tài khoản lừa đảo rất nhiều người tiền, rất là bức xúc. Mong muốn của mình thì báo cơ quan chính quyền, nhưng chính quyền cơ quan này không làm việc được cái việc này, bởi vì tôi đã báo là số tài khoản lừa đảo rất nhiều người thì xin cơ quan ngân hàng báo nhưng mà không thấy khóa tài khoản lại, bởi vì nói mãi rồi. Nó tóm lại là sự yếu kém của cái ngân hàng làm việc. Nó không bảo vệ cho những người bị lừa đảo. Bởi vì tôi báo quá nhiều người bị mất tiền mà lại không thể được xử lý một cách gọi là triệt để như thế này, mà nó cứ đi lừa người ta xong nó lấy tiền nó đi lừa người ta, đi kêu gọi công đức nó đi lừa rất nhiều người mất tiền. Tôi muốn đóng và phong tỏa cái số tài khoản này vào và báo cơ quan chính quyền. Cơ quan chính quyền tôi đã mất tiền để cho cơ quan chính quyền này vào cuộc. Họ cũng kêu rằng đây là một chuyên án để tìm những đối tượng lừa đảo. Nó là trong tập đoàn gọi là lừa đảo. Thì chúng tôi đang cho chuyên án để đi tìm. Nhưng mà tôi nói thật sự sự yếu kém của nhà nước. Mình không hỗ trợ cho những người mà sử dụng Amway được chính chủ mà bị lại giả danh. Giống như gì ở Thủy Tiên ấy. Lập tức có người khác dùng Facebook giả, fanpage giả, kêu gọi công đức cho luôn ủng hộ cho lũ lụt miền Trung. Đưa số tài khoản lên phát bắt được ngay. Nhưng mà với công dân bình thường ấy, thì lại không được như thế. Đâm ra mình cảm thấy rất là bức xúc.
Bởi vì kêu đây không phải 1 năm, 2 năm mà kêu quá nhiều năm rồi. Đây là cũng mong đợt này bên cục an ninh chính quyền thì mình cũng xin họ vào cuộc. Và cũng làm đơn rồi nhưng mà chưa thấy sự trả lời. Ôi chào anh em nhá. Chúc anh em may mắn, tôi tắt live stream đây. Bây giờ đến giờ tôi đi cưới rồi. Anh tôi rơi vào tầm một lúc nữa là đến đón tôi vào đám cưới thôi.